Thưa quý vị, người đứng đầu các cơ quan đơn vị khẩn trương quyết liệt tổ chức triển khai, truyền cảm hứng, tạo ra xu thế, thúc đẩy phong trào để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược quốc gia phát triển chính phủ số, chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu năm 2022. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa diễn ra vào sáng nay 8 tháng 8. Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông và các ý kiến tại phiên họp đã tập trung phân tích, đánh giá về tình hình chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022, những kết quả đạt được, nhận diện những hạn chế khó khăn, vướng mắc và chỉ ra nguyên nhân, cũng như đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số thời gian tới. Bộ Tài chính đã phát hành cái hóa đơn điện tử toàn quốc là vào ngày 1 tháng 7 năm 2022 này. Là đã 100% các đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử. Và chính cái này nó đã tăng cái lượng thuế phải thu rất là lớn. Việc thứ hai nữa là đã triển khai thành công cái ứng dụng về Intact Mobile cho người nộp thuế. Tức là những người nộp thuế không cần đến cơ quan thuế mà sử dụng cái điện thoại di động của mình để đăng ký kê khai và gói nộp thuế trên điện thoại di động. Thứ ba đã xây dựng và ban hành cái cổng thông tin điện tử về kê khai nộp thuế thương mại xuyên biên giới. Đã có 28 tập đoàn kinh tế công nghệ thông tin của nước ngoài, chẳng hạn như Facebook, TikTok, YouTube, Google đã đăng ký nộp thuế. Và như vậy là triển khai trong tháng 3 của năm 2022 thì gói cổ đến nay mới được 4 tháng thì thu được 520 tỷ. Thái Nguyên ID thì là phục vụ chính cho các đối tượng là công nhân trong các khu công nghiệp, kết nối với lại các chủ doanh nghiệp và các doanh nghiệp FDI. Thì cái này thì nó có cái... là hai song ngữ cho nên là người dân và người lao động là rất dễ tiếp cận và sử dụng. Sau 3 tháng triển khai, thì tỉnh Thái Nguyên đã triển khai mô hình chợ 4.0 ở 11 chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh với trên 2.115 tiểu thương sử dụng và được người dân đang ngày càng ủng hộ một cách tích cực. Từ kinh nghiệm thực tế của tỉnh Thái Nguyên thấy rằng cần phải coi chuyển đổi số là một cuộc vận động như những cuộc vận động lớn mà chúng ta đang thực hiện trên quy mô toàn quốc. Bên cạnh đó là những biện pháp hành chính phù hợp áp dụng cho các cơ quan hành chính nhà nước thì chuyển đổi số sớm sẽ có kết quả tích cực hơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương quyết tâm nỗ lực của các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức và các cá nhân quyết liệt thực hiện chuyển đổi số thời gian qua. Công tác chuyển đổi số đã tiến thêm những bước quan trọng, góp phần phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy mạnh kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành với trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hình thành hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, bảo đảm đồng bộ, nhất quán, chính xác. Cùng với đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được phân công tại kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các vướng mắc phát sinh không chậm trễ. Các bộ các ngành ấy, thứ nhất là các đồng chí bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương là phải vào cuộc, là phải tập trung chỉ đạo, dành thời gian, công sức rồi bố trí nguồn lực và đặc biệt là không phải là mình người đứng đầu làm mà tạo ra phong trào, tạo ra cái xu thế, tạo ra cái nguồn lực tổng thể để chúng ta làm cái việc này. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương rà soát đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, khẩn trương khắc phục những hạn chế bất cập về lỗ hổng bảo mật, lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các địa phương lựa chọn và công bố các nền tảng số mà địa phương mình tập trung thúc đẩy trong năm 2022 để giải quyết các vấn đề của người dân trong phát triển kinh tế xã hội, triển khai hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng hiệu quả để hỗ trợ hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, tiếp tục rà soát, đăng ký, phân bổ nguồn lực cho việc phát triển và triển khai các nền tảng số, đặc biệt là kinh phí cho năm 2023, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số, không để chảy máu chất xám hoặc không khai thác hết chất xám của đất nước, tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số, khẩn trương ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án, nghị quyết, chỉ thị, văn bản về chuyển đổi số theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Dự lễ có các ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận sự cống hiến và những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, hơn 50 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh, cương vị công tác nào, đồng chí Trương Tấn Sang luôn giữ vững chí khí của người Cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong cuộc sống đời thường, đồng chí luôn giản dị, khiêm tốn, chân thành. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã bày tỏ vinh dự được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đề cập đến công tác xây dựng Đảng hiện nay, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đặt trọn niềm tin vào cán bộ các cấp, trong đó có cán bộ cấp cao trung ương, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng đóng góp hết sức cho công tác này theo đúng khả năng, vai trò của mình. Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên Công an Nhân dân. Tới dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chủ trì hội thảo. Hội thảo là hoạt động thiết thực để triển khai kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và nghị quyết kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Công an Nhân dân. Trong những nhiệm kỳ qua, lực lượng Công an Nhân dân luôn thể hiện tinh thần, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Tiêu biểu đã quyết liệt triển khai có hiệu quả nghị quyết số 22 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường sức mạnh cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, hoàn thành xây dựng công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc. Các đại biểu đã tập trung đi sâu phân tích, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung kiến nghị, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Hôm nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Cảnh sát kinh tế đã tổ chức gặp mặt 66 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế và đón mừng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa Nhân dân tối cao. Trải qua 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã luôn đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trung bình mỗi năm gần đây, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã điều tra, khám phá trên 16.000 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về tham nhũng kinh tế buôn lậu. Riêng Cục Cảnh sát Kinh tế từ năm 2012 đến nay đã trực tiếp phát hiện, điều tra, làm rõ 653 vụ án tham nhũng, kinh tế buôn lậu trên lĩnh vực ngân hàng, tài chính, giao thông, xây dựng, bất động sản, với 72 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, đã thu hồi kê biên tài sản với tổng trị giá trên 70.000 tỷ đồng cho nhà nước, chuyển công an các đơn vị địa phương khởi tố theo thẩm quyền trên 200 vụ án. Ghi nhận thành tích của cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Kinh tế, ngày 15 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể, cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát Kinh tế về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đón hội đàm với Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa bày tỏ vui mừng được đón ngài Đại tướng cùng đoàn cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hai nước đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam Campuchia. 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2022. Chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hội đồng xã phường vào tháng 6 vừa qua. Quân đội hai nước đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa trong năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2022, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Campuchia lần thứ nhất.
Thời gian tới, quân đội hai nước tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, di cư tự do bất hợp pháp, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới hai nước. Việt Nam luôn ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Campuchia, tổ chức thành công các hội nghị quân sự quốc phòng trong năm đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2022. Sáng cùng ngày tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng tư lệnh kiêm tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chào mừng Đại tướng Hun Manet và đoàn sang thăm Việt Nam. Chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công bầu cử Hội đồng xã phường với chiến thắng gần như tuyệt đối thuộc về Đảng Nhân dân Campuchia. Đại tướng Hun Manet trân trọng cảm ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ, phối hợp tổ chức thành công lễ kỷ niệm 45 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, luôn kề vai sát cánh cùng nhau phát triển. Trong đó, lực lượng quân đội hai nước đã và đang phối hợp bảo vệ tốt an ninh biên giới, giúp nhân dân hai nước khu vực biên giới phát triển kinh tế xã hội. Mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội hai nước sẽ tiếp tục được củng cố, thắt chặt hơn nữa, góp phần vào quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng bền vững. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ASEAN chính thức bước sang tuổi thứ 55. Trong hơn nửa thế kỷ đã qua, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều thay đổi, thậm chí là những biến động căn bản của cục diện thế giới và khu vực, thử thách sự thích ứng của ASEAN, thử thách cả sự gắn kết của các quốc gia thành viên. Tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 vào năm 2020, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, khi ấy là Thủ tướng Chính phủ, đã từng nói, qua mỗi cơn phong ba, bó lúa vàng trên logo biểu tượng của ASEAN sẽ ngày càng thêm gắn kết bền chặt, tiếp tục đem lại những hạt gạo đong đầy tình cảm đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau của đại gia đình ASEAN. Và thực tế đã qua đủ để chúng ta lý giải vì sao ASEAN đã không chỉ vững vàng trước những thách thức và sự chia rẽ của thời cuộc mà còn lớn mạnh trong 55 năm qua. Để xây dựng được một cộng đồng ASEAN vững mạnh, yếu tố cần thiết nhất chính là đoàn kết, nhất trí và tôn trọng những nguyên tắc của ASEAN. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với phần trình bày của phóng viên Thúy Quỳnh. Xin mời chị. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Khánh Thư và biên tập viên Tiến Tú. Kính thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày hôm nay ngày 8 tháng 8, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và kỷ niệm 27 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN, Bộ Ngoại giao đã tổ chức trang trọng lễ thượng cờ ASEAN năm 2022. Lễ thượng cờ ASEAN đã được tổ chức sáng nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Cờ ASEAN mang 4 màu, xanh, đỏ, trắng và vàng, với biểu tượng bó 10 thân lá cây lúa ở giữa. Đây là nghi thức truyền thống được cử hành vào ngày 8 tháng 8 hàng năm tại tất cả các quốc gia ASEAN, là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, hợp tác, khát vọng hòa bình, phát triển của tất cả các quốc gia dưới lá cờ chung của Hiệp hội. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hơn nửa thế kỷ qua, ASEAN đã tiến một bước dài. Một ASEAN bao gồm 10 quốc gia thành viên đã đưa Đông Nam Á từ chia rẽ đến hòa thuận, từ đối đầu sang hợp tác, từ nghèo nàn đến phát triển năng động. Ngày nay, một cộng đồng ASEAN gắn kết chặt chẽ sẽ giúp ASEAN phát triển thành một đại gia đình với 650 triệu dân và tổng GDP đạt 3,2 nghìn tỷ đô la Mỹ, một cộng đồng hòa bình, ổn định và tự cường với các nền kinh tế năng động, bền vững. Thưa quý vị, ASEAN đang chứng kiến cạnh tranh nước lớn mạnh mẽ tại khu vực, đặt ra những nguy cơ thách thức đa chiều phức tạp. Tuy nhiên, một khi các thành viên ASEAN thống nhất được cách ứng xử và lập trường phù hợp, gắn sự phát triển của mình phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, thì ASEAN sẽ không chỉ kiểm soát được rủi ro, mà còn có thể tranh thủ cơ hội, biến nguy thành cơ, qua đây thể hiện được vai trò trung tâm của mình. Đây là điều đã được minh chứng trong chặng đường 55 năm qua, khi nhiều cơ chế và khuôn khổ do ASEAN thành lập và dẫn dắt có ý nghĩa không chỉ đối với ASEAN mà với cả khu vực và thế giới. Các nước đều tôn trọng các cơ chế khuôn khổ của ASEAN, tức là tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN. Khi những giá trị này càng được phát huy, điều đó có nghĩa là vị thế và sự phát triển bền vững của ASEAN càng được bảo đảm. ASEAN đã nâng cấp được cái quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN với Australia, giữa ASEAN với Trung Quốc, từ cái quan hệ đối tác chiến lược lên thành cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, và sắp tới đây là cái quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Mỹ cũng sẽ được nâng cấp thành cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. ASEAN đã thành công trong việc tạo dựng ra các cái cơ chế mà chúng ta hay gọi là, có thể nói nôm na là cái sân chơi cho thế giới,
và nó thu hút tất cả các nước lớn, các nước, các trung tâm có vai trò quan trọng ở trên thế giới thì đều thấy ASEAN là một cái nơi mà mình có thể phát huy được, có thể đóng góp được và đều muốn tham gia với ASEAN. Cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM+ do Việt Nam đề xuất là một trong những câu chuyện như thế. Có lẽ một trong những câu chuyện thú vị nhất của đời sống quốc tế năm 2010 là sự kiện các bộ trưởng quốc phòng của 18 nước, bao gồm các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới như Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ cùng ngồi lại với nhau ở Hà Nội để bàn về hòa bình. Nếu như các diễn đàn khác thường tập trung trao đổi những bất đồng, thì ADMM+ lại hướng sự quan tâm vào khai thác những điểm chung giữa các nước thành viên. Chính điểm khác biệt này đã tạo nên giá trị của ADMM+, một cơ chế hợp tác với ASEAN giữ vai trò trung tâm và dẫn dắt. Bởi trong vấn đề an ninh chính trị, một khi tìm được sự tin cậy và thông hiểu lẫn nhau, thì đó là cơ sở quan trọng nhất để vượt qua mọi bất đồng. Sáng kiến đấy là hết sức quan trọng, cho đến nay thì vẫn coi là một trong những cái dấu ấn quan trọng nhất trong cái thúc đẩy hợp tác quốc phòng ở khu vực và giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài, trong hợp tác của tất cả các nước và không chỉ ở trong ASEAN mà trên thế giới. Cái thước đo quan trọng, cái mức độ hợp tác, cái lòng tin mà giữa các cái đối tác khác nhau là thể hiện qua cái hợp tác quốc phòng. Nhưng để ASEAN có thể khẳng định vị thế trong dòng chảy thời cuộc thì yếu tố cần thiết nhất chính là sự đoàn kết của các quốc gia thành viên. Mà một trong những điều tạo nên sự đoàn kết ấy là phương cách ASEAN. Cái phương cách ASEAN này là gì? Là cái sự đồng thuận, là sự tôn trọng, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tôn trọng lẫn nhau và thực hiện các bước đi, các bước liên kết ở cái mức độ dễ chịu cho tất cả mọi nước, mọi thành viên đều cảm thấy dễ chịu. Đấy là cái phương cách của ASEAN. Hơn nửa thế kỷ đã qua, ASEAN đã tạo được nhiều thành tựu không thể phủ nhận, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho mỗi quốc gia thành viên. Và khi từng quốc gia được gắn kết bởi những lợi ích chung, thì ASEAN sẽ luôn vững vàng trên bước đường phát triển. Thưa quý vị, trong thời gian tới, ASEAN sẽ phải tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức như là nguy cơ lạm phát, suy thoái kinh tế, khủng hoảng năng lượng, lương thực do tác động của xung đột tại Ukraine, cạnh tranh nước lớn, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, dịch bệnh, môi trường và cả biến đổi khí hậu. Vậy đâu sẽ là chìa khóa để ASEAN vững tin vượt qua? Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã chia sẻ rõ về nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi. Chúng ta vững tin ASEAN sẽ vượt qua những khó khăn thách thức đó vì ba lý do sau. Thứ nhất, những thành tựu đạt được trong 55 năm qua chính là cơ sở, nền tảng để ASEAN tiếp tục đẩy mạnh liên kết hợp tác, nâng cao thực lực và sức chống chọi với các tác động từ bên ngoài. Thứ hai, ASEAN đã có kinh nghiệm ứng xử với các khó khăn thách thức mà gần đây nhất là đối phó với đại dịch COVID-19, xử lý cạnh tranh nước lớn và thúc đẩy phục hồi sau đại dịch với những thành công ấn tượng. Thứ ba, ASEAN tiếp tục duy trì được đoàn kết, thống nhất bên trong và có được sự ủng hộ, hỗ trợ bên ngoài từ các đối tác của ASEAN và cộng đồng quốc tế. Đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình thời sự với những thông tin đáng chú ý khác. Tiếp theo chương trình, đồng bằng sông Cửu Long báo động sạt lở bờ sông, đê biển. Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống cúm A. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, đồng bằng sông Cửu Long luôn đối diện với nỗi lo sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra nghiêm trọng, có xu thế gia tăng cả về phạm vi và quy mô, nhất là trong mùa mưa bão. Một đoạn đường dân sinh thuộc xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã bị đứt ngang do sạt lở vừa mới xảy ra cách đây không lâu. Đoạn sạt lở với chiều dài 55m và ăn sâu vào đất liền 6,5m đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bà con trong khu vực. Còn bây giờ nhà ở dưới sông gần nguy hiểm quá, chị cũng sợ nữa. Sợ không biết rồi đây nó sụp lún bất tử, mình ngủ bằng đêm, bằng hôm, bằng ngày thì còn biết chạy được, bằng đêm sẽ biết chạy được. Còn đây là hình ảnh tan hoang còn sót lại của vụ sạt lở hồi tháng 3 năm 2022 tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, khiến 5 căn nhà bị nhấn chìm xuống sông. Khu vực sạt lở nằm gần dốc cầu Ô Môn, có nhiều hộ dân cất nhà sinh sống sát bờ sông. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ đó, thì cái tình hình sạt lở thì đặc biệt trong những cái năm gần đây thì nó có cái chiều hướng là nó gia tăng.
về số vụ và cái mức độ thiệt hại. Thực trạng sạt lở trên địa bàn thành phố Cần Thơ diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tại tỉnh Cà Mau, tình trạng sạt lở cũng rất nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã mất ít nhất gần 9.000 hectare rừng phòng hộ, trong số hơn 250 km chiều dài bờ biển. Ở Cà Mau thì hiện khoảng 50% chiều dài trong diện thường xuyên bị sạt lở, trong đó có hơn 76 km bờ biển thuộc diện sạt lở nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm, đe dọa đến hàng trăm hectare đất sản xuất của người dân, đặc biệt là hơn 128.000 hectare đất sản xuất vùng ngọt của hơn 21.600 hộ dân nằm sau đê biển Tây. Nếu bảo vệ mà còn hơn 100 km mà sạt lở như thế này thì nguồn lực rất là lớn, kể cả trung ương và địa phương cũng không khó mà để đầu tư để bảo vệ được. Do đó thì chúng tôi cũng đang tìm cái giải pháp lát đá khang, gian cái chân rừng mà còn là để bảo vệ. Và với cái chi phí khoảng là từ 7 tới 9 tỷ một km thì nó giảm là đi gần 2/3 cái giá thành của cái kè tạo bãi. Mới đây nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở đê biển Tây, tỉnh Cà Mau, đoạn từ bờ Nam, cống Kênh Mới đến bờ Bắc, cống Đá Bạc và Vàm Tiểu Dừa, thuộc địa bàn huyện Trần Văn Thời và huyện U Minh. Để tháo gỡ nỗi lo đối diện với tình trạng sụt lở, sụt lún hiện nay, các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, đánh giá khoa học trữ lượng, chất lượng nước ngầm của vùng để có kế hoạch bảo vệ, sử dụng hiệu quả. Đồng thời tính đến những giải pháp di dời triệt để các hộ dân sống trong khu vực báo động khẩn cấp để tránh thiệt hại lớn về người và tài sản. Bên cạnh đó cũng cần phải có những chính sách hỗ trợ, định hướng làm việc để nhân dân yên tâm sinh sống và sản xuất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện trên Biển Đông đang có một cơn áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, gây gió giật mạnh trên vùng biển ảnh hưởng tại khu vực phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa. Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển triển khai theo dõi chặt chẽ thông tin vùng áp thấp, thời tiết trên Biển Đông, thông báo cho tàu thuyền nằm trong vùng ảnh hưởng để chủ động tránh và có phương án sản xuất phù hợp, sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 14,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 115 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Thưa quý vị, một xưởng sản xuất linh kiện điện tử của công ty Đài Loan Trung Quốc ở khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã xảy ra cháy lớn vào sáng nay, khiến cột khói bốc cao hàng chục mét. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 6 giờ 12 phút tại địa chỉ lô 13, khu công nghiệp Quang Minh. Nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 15 xe chữa cháy, hơn 100 cán bộ chiến sĩ tới địa điểm. Đến khoảng gần 9 giờ, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Hiện nay đang là thời điểm giao mùa, thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp và cả cúm mùa phát triển, khiến số ca mắc các bệnh này tăng cao. Vì vậy, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo một số biện pháp phòng chống bệnh cúm mùa, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Để chủ động phòng chống bệnh cúm mùa, Bộ Y tế khuyến cáo người dân khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà, mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử lý kịp thời. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. Tốt nhất là che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là sau khi ho, hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe. Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi, đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công.
Học theo lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt 10 năm qua, những người đứng đầu ở thôn La Vân Hạ, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tìm tòi sáng tạo cùng với nông dân vượt khó vượt lên. Hơn 10 hectare đất này là kế sinh nhai chính của thôn Thuần Nông, La Vân Hạ. 10 năm trước là vùng trũng, thường xuyên xảy ra ngập lụt, sản xuất phập phù, thu nhập bấp bênh. Cuộc sống người dân rất khó khăn. Nhưng từ khi triển khai thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo gương Bác, những người đứng đầu ở thôn La Vân Hạ đã thay đổi tư duy, mạnh dạn cùng người dân cải tạo vùng đất khó này. Hơn 10 năm triển khai chuyên đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ cũng có nhiều định hướng đối với là hệ thống chính trị ở thôn cũng như là nhân dân trong thôn Long Hạ, vận động các hội viên nông dân là tham gia thực hiện là nâng cấp xây dựng vùng đê bao, được là bà con nhân dân ủng hộ tinh thần rất cao, thì từ đó là cái hiệu quả kinh tế từ cây trồng là được tăng thêm một vụ, được giá được mua là phải trên 800 triệu đồng một hecta. Đây là một cái niềm phấn khởi cho bà con nhân dân thôn Long Hạ. Đi cùng với đó, những bí thư, trưởng thôn cũng là hạt nhân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đi tiên phong trong thử nghiệm các giống cây mới và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó vận động nhân dân cùng làm theo. Là trưởng thôn nhưng mà cũng là xuất phát thì là từ hộ nông dân. Cho nên qua quá trình học hỏi khi mà truyền đạt là và vận động bà con thì mình cũng là mạnh dạn là thử nghiệm những giống cây trồng như cây hoa, là cây đậu bắp thì là bản thân là cũng là trồng thử nghiệm trước, đó, là so sánh nhờ đối với những cây trồng ở địa phương lợi nhuận cao hơn gấp 3 đến 4 lần. Khi đó mới mạnh dạn là cái vận động bà con dân chuyển đổi mang lại hiệu quả kinh tế để là góp phần với xóa đói giảm nghèo cho thôn già. Suốt 10 năm qua, nhờ sự dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm khi nhận việc khó, những người đứng đầu đã tạo ra động lực giúp người dân học hỏi làm theo, từ đó giúp thôn La Vân Hạ nhanh chóng xóa được đói nghèo và vươn lên làm giàu với mức thu nhập bình quân đầu người trên 40 triệu đồng một năm. Vì những người cán bộ lãnh đạo của chúng ta thì đa số họ sinh ra và lớn lên trên nền nông nghiệp, trên cục đất cày, cho nên họ rất thấu hiểu được cái là lòng dân. Và khi cái dân cần cái gì là người ta đầu tư một cách rất rõ ràng. Ví dụ trục trặc cái gì là cùng với bà con nông dân chúng ta là đều hợp tác làm một cách rất là đàng hoàng. Mục đích là đem lại cái nguồn lợi cho bà con nông dân. Kinh tế được phát triển thì tinh thần về văn hóa, thể dục thể thao của bà con cũng được nâng lên. Đấy, thì cũng chi bộ cũng lãnh đạo đối với đoàn thanh niên cũng như là hội nông dân là tổ chức những cái phong trào thể dục thể thao ở thôn nhà như là đua ghe, rồi là đánh bạch chòi, rồi là bóng đá. Đây là những cái món ăn tinh thần cho bà con nhân dân tại thôn nhà để cùng nhau phát triển kinh tế để xây dựng quê hương ngày một tốt đẹp hơn. Khi nhận về mình việc khó ở một thôn nghèo đói khó khăn, những người đứng đầu ở La Vân Hạ đã vận dụng sáng tạo lời dạy của Bác, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát thực tiễn, tận tụy với công việc. Từ đó lãnh đạo nhân dân biến vùng đất khó trở thành cánh đồng chủ phú, đem lại đời sống ấm no trên vùng đất Quảng Thọ. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Thời sự chiều ngày hôm nay của Truyền hình Nhân dân cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.